Vụ giáo hoàng lên phường xin cho về đấy là hồi xưa, là vụ đấy cũng là vụ hồi cấp 3. Hồi đấy là hồi tôi đang có người yêu, các bạn hiểu không? Đi đón người yêu là đi đón ở Minh Khai. Nhà thì là nhà mình các bạn biết là ở chỗ Đạo Phú Khoan Phú ấy rồi. Thì đi ra Minh Khai, ở đây là các bạn biết là phải đi ra chỗ sông Kim Ngưu, xong bạn đâm về đâm lên, các bạn rẽ ở Minh Khai. Rồi các bạn đón. Thì như tôi đã kể là hồi xưa nó là một cái quy luật ở trong đầu rồi. Đéo phải là do tao không thích đội mũ, mà định mẹ tao có đội mũ ấy, mà tao mặc áo học sinh tao cũng bị bắt, thế nên là đội làm lồn gì luôn luôn không mũ đi học, nó là trẻ trâu như thế luôn. Hồi xưa đi học mà đi cái A còng, rồi cái A còng là cái xe ga đầu tiên nhà tôi mua, nhà các bạn biết như thế. Là dòng đi ra Minh Khai đón người yêu rồi, nhà đón người yêu dòng là bạn biết là lên trường, là đi ra trường Việt Đức, thì là sẽ phải đi một cái đường là quay trở lại cái đường Minh Khai, đi ngược lại đấy, đâm ra cái đoạn sông Kim Ngưu, xong rồi mới đâm vào chỗ Lò Đúc để các bạn có thể là đâm xuống. Mai mời anh lên phường Các uống cốc chè, hút điếu thuốc. bạn ấy công an chứ. Đấy là đến cái đoạn đấy là Lò Đúc, các bạn biết là cái thời điểm đấy nó mới có chốt thôi, và không phải là kiểu công an hồi đấy mà các kiểu bắt mũ rất là bừa, các bạn biết là bừa lắm. Sáng các bạn đi học là sẽ thấy kiểu dàn các thứ ở bên đường ấy đứng bắt luôn. Thì tôi đúng ở cái thời điểm đấy là ở chỗ Lò Đúc, đấy là cái cửa phường, nó gọi ở đấy nó là phường gì nhỉ, tôi quên con mẹ mất rồi. Thì nó là cái phường rất là đông, công an đứng ở đường bên đường rồi, chị cũng đéo hiểu tại sao trẻ con mà ma xui quỷ khiến nào đi mẹ ở cái đường đấy. Đi phát thấy anh áo xanh ra, thấy trước mặt đang chuẩn bị tâm thế ở đây là anh định ra bắt mình rồi, mặt nó đéo biến sắc nhá, đang đi mà giảm ga, tức là giảm ga ở đây tức là anh công an thì đứng trước mặt này, tôi thì đây tôi vẫn đang đi, tôi nhìn anh công an đéo rời mắt khỏi nhau luôn. Được, anh em mình chơi một trò là đoán nhau định làm gì nhá. Đầu tiên này, địt mẹ mẹ em là anh là người lớn, anh nhường em đi trước đúng không? Thì em sẽ lựa chọn ở đây đó là move one, giảm ga. Em giảm ga xong anh nghĩ em sẽ định làm gì nào? Giảm ga xong là em định dừng lại để cho anh bắt đúng không? Đấy, chắc chắn là phải như thế rồi. Ồ không, địt mẹ. Nếu như thế thì anh bắt đéo ai, như thế thì chả giống nhau. Em thì là người đéo là giống ai rồi. Bây giờ tiếp tục nhá. Move 2 này. Sau khi em giảm ga này, em bắt đầu lại gần anh hơn đúng không? Anh sẽ nghĩ là em định dừng lại đúng không? Để cho anh bắt đúng không? Không. Thế thì ai chả làm thế. Đến cái đoạn này là em tăng ga lên tiếp cơ. Và đó. Sau cái move 1 và move 2 để đến sang move 3, bạn sẽ lựa chọn action là như nào? Dừng xe, vẫn tiếp tục đi từ từ tăng ga, tôi chọn luôn tăng ga, bạn không nói nhiều. Man, suy, một anh quan đít bạn giữ luôn, anh nghe đi, anh nghe đi mẹ sang các thằng, anh sợ tôi trẻ trâu lắm các bạn. Một phát không nói nhiều luôn, xuống xe đi vào phường ngồi, không có đít mẹ giải quyết một cái gì hết nhá các bạn nhá, không giải quyết, không nói chuyện, một phát dắt xe vào phường luôn, vào phường ngồi luôn, không nói nhiều, vào dọa nạt. Em ơi, này, tội nặng lắm nha. Này, tội nặng lắm nha, ký vào đây nè. Không chết ở đây đấy. Thôi anh ơi, anh làm gì anh cứ làm đi anh ơi. Em không ký đâu, em đợi bố em cơ. Thế cho nó nhanh. Thế xong, các bạn biết là ngồi đấy phải nửa mẹ tiếng rồi. Phải gọi điện về nhà mà. Alo. Không bao giờ tôi gọi điện cho bố tôi cả. Các bạn biết như thế. Đéo ai muốn được nhận một cơn chửi sau một cái thông báo hết. Thế nên tất cả mọi cái thông báo ở đây luôn luôn là ra mẹ. Alo, mẹ à, con bị bắt rồi. Nghe câu con bị bắt nghe căng thẳng vậy luôn. Con ơi, mày vẫn đi học ấy, mày hút hết buôn bán, mày bị bắt. Không, con bị bắt mũ mà. Thế à, thế không sao. Đâu còn lỡ đâm một người ta nữa, thế nên là gọi bố nhá. Thế nhá, tạm biệt, không nói nhiều các bạn. Địt mẹ, nó câu chuyện căng thẳng vãi lộn luôn. Thì đấy, thế là xong. Xong bắt đầu là em lúc sau thấy bố đến rồi. Thường thường là, nói chung là bố tôi thường thì tôi biết về nhà thì sẽ căng, tức là khi không có ai, nhưng nếu như mà ở ngoài thì rất là giữ ý, không bao giờ căng thẳng đâu. Nhà bố tôi đến thấy ngồi cạnh đứa con gái ngồi ở phường qua lườm, bạn cùng lớp này, người yêu con. Nó nghe câu đấy phát không nói gì luôn, qua nhìn thẳng mấy anh phường đang ngồi đấy, anh ơi có chuyện gì đấy ạ? Xong lúc ấy xong bố tôi đến, tôi bắt đầu nói thế rồi, đây rồi hộ giá bao đại nhân đến, địt mẹ cảm giác phải liền luôn. Xong bắt đầu anh Phường ngồi xong bắt đầu nói chuyện với bố tôi. Anh ạ, tình hình là sáng ở đây bọn em đứng ở đây
quản lý giao thông thì là cháu nó đi ra qua không mũ mặc áo học sinh chưa đủ tuổi đi qua tí định bỏ chạy. Cái này anh phải xem như nào của ngày hô hấp. Thế sao? Nghe xong câu đấy xong bố qua nhìn tôi luôn. Vẫn theo một cái giọng văn rất là bình thường của gia đình. Đấy, mày cho mày tiền ăn học, mày chả học hành cái gì cả. Mày suốt ngày mày okay, ăn học thì liên quan luôn đến đi xe. Ừ là thì mày cho mày tiền ăn học, mày chả noi được cái tốt, cái mày chả nhau cả toàn làm những cái chuyện đéo gì. Thôi anh ơi, cháu đó còn trẻ thì anh thông cảm, cháu nó sáng đi học. Thôi anh thông cảm tí, cháu đó trẻ con. Không được đâu anh ơi. Này tội nặng lắm anh ơi, trẻ con lại còn không có giấy tờ chưa đủ tuổi tham gia giao thông xong rồi lại còn thế này thì anh ơi giữ xe rồi không được đâu này. Bố mày là hỏi một câu mày có thả cho đi luôn không? Thôi anh ơi, anh cả cháu đi luôn anh ơi, đi không phải giấy tờ gì đâu đi, đi luôn anh ơi, công việc. Thế thì nói làm cái lồn gì dễ vãi lồn thôi các bạn, đi con mẹ. Một cảm giác kiểu đi mẹ mày rồ dại vãi lồn. Thế đi đâu, thế nếu phải làm cái lồn gì nữa cả. Nhưng mà mình nhạt nhẽo vãi cặc. Nói thật các bạn, với cái sự xuất hiện của ông già tôi thì mọi câu chuyện trở nên nhạt nhẽo hết. Điều có cái gì nó vui. Trước đi học nghề cũng thế, đít con mẹ em thề. Tôi không phải là một thằng mà thích đánh nhau ở trường. Nói thật các bạn, đi đánh nhau, điếu giờ tôi kiểu đít mẹ tôi chủ yếu đi tao đã đánh nhau. Thằng bạn đến cái lúc đít mẹ mày đeo tranh được thì đeo biết phải làm như nào rồi. Đi mẹ chưa đi học người ở cái chỗ Bùi Ngọc Dương đít mẹ cái chỗ ấy mất dạy vãi cả lồn, mấy trường xung quanh nó cũng mất dạy các bạn biết rồi, trường với Đức đít mẹ mà trường ngoan vãi lồn, trường điểm đi học nghề nó sợ hãi vãi lồn. Thì đấy tiếp tục kể cho bạn câu chuyện Bùi Ngọc Dương, tôi cảm giác căng thẳng luôn các bạn nhìn này, nam nhân đến từ trường Việt Đức một trường điểm Hà Nội hiền lành vãi lồn biết cái lồn gì đâu, vừa đít con mẹ em đến học nghề được khoảng độ tầm đít mẹ mày vừa bước được khỏi vào cái cổng trường nghề cái chỗ Bùi Ngọc Dương biết cái trường nghề là cái lồn thì vừa đi vào thấy có đít mẹ mày 10 thằng nhấn mạnh cho các bạn là 10 thằng cái đít con mẹo Hà Đông vãi cả lồn đứng ở cổng trường đứng ngoài cổng trường chỉ thẳng mặt mình luôn đít con mẹ kia nhá này đít con mẹ mà ngoài vào trường đúng không đít mẹ mà cuối giờ lại gặp bố ấy. Tôi kiểu đứng ở trong trường ấy. Lồn ấy. Kiểu lần đầu đi ra ngoài tiếp xúc cả thế giới bên ngoài ấy, các bạn cái lồn đấy nhỉ đít mẹ mà nó hoang mang vãi cả lồn các bạn được không lên học đéo yên đi con mẹ mày cay người đi con mẹ mày em đéo hiểu đi con mẹ mày em gây thù cho hắn với cả cái bọn lồn ở trường nào đi con mẹ mày cái thằng quần tím đi mẹ mày tóc nâu đi mẹ mày nó đang dọa giết em ngoài kia cay cả ui cả giác cục cờ lo cái lồn các bạn đều không cả trường mình lớp mình đi mẹ chưa học xong tiết đã phải đi mẹ chạy ra ngoài cay người nó định giết em ngay cứu em với đi con mẹ thế là các bạn đấy. Tôi gọi anh em tôi cái đông vãi cả lồn đít mẹ gọi lại đít con mẹ gần ra đánh bố mình nhá xong đít con mẹ các bạn biết là cái cảnh tượng ấy nó đúng cái cảnh tượng đít mẹ à mày cuối nó là cái cảnh tượng cuối cùng như kiểu Ground Zero luôn đít mẹ mày người anh em của tôi đang ngồi ngay ở con mẹ mày hàng nước ở trước cái cổng trường ấy rồi tôi vẫn đi ra ngoài một cách bình thường tôi đi ra đến cái sân trường rồi ra tôi mới nhận ra đít con mẹ mày khoảng 5 trong 10 cái thằng ở trong cái lúc đầu đít mẹ chỉ mặt tôi nó bảo là đít con mẹ mày hỏi đít con mẹ mày tỉ thí với cả bố mày đúng không thế xong qua các bạn biết không tôi đã phải căng thẳng vãi lồn rồi thằng định đi ra chỗ đó thế xong lúc tôi đang định đi ra chỗ đó nó cũng định đi nó nhìn thấy tôi luôn nó đi ra chỗ tôi ui các bạn biết là chuẩn bị đít mẹ mày giết nhau đến nơi rồi đấy là các bạn biết rồi đấy cho nó bước về phía tôi tất nhiên là tôi sẽ đéo nói gì rồi bởi vì mình cũng biết nó định làm gì rồi là tôi ready vãi lồn các bạn được không chỉ đít mẹ mày tôi chỉ bảo lên là anh em xuống hết luôn thế nó bước lại phía tôi nó nhìn mặt tôi nó bảo ông à vậy tôi nhầm xin lỗi ông nhá chứ là người ta nói thế rồi phải làm hết lồn rồi nhỉ khó hiểu vãi lồn đồ đít con mẹ à thề với các bạn là như thế luôn thế mới phải giải thích như thế nào hết chán nản vãi lồn đít con mẹ nó gãy vãi lồn luôn đấy nó kiểu ra nó chiều mềm lên nó hiểu bằng một cái câu nói duy nhất đơn giản vậy tôi nhầm không ạ xin lỗi nhá nó hận đời vãi lồn đéo biết phải giải thích như thế nào các bạn ạ thế các bạn biết rồi đấy đéo hiểu phải như thế nào luôn
tôi cứ tưởng ngày hôm nay nó phải chiến đấu căng thẳng. Thế suy cho cùng thì cái quãng đời đi học của tôi chưa bao giờ được tham gia vào một cái trận chiến, nó có nghĩa là đúng nghĩa là trận chiến thời đi học cả. Bị mẹ bảo đánh nhau bằng tay còn chưa, bảo bây giờ đánh nhau bằng dao, bằng kiếm, bằng tông, chịu. Nhưng mà hồi xưa cảnh tượng rồi, cảnh tượng của tôi xưa ở trường tôi ấy, nó chỉ có như này, ngồi ở học trường Việt Đức, ngồi ở hàng nước ở cổng trường Việt Đức đang ngồi xàm lìn với cả bạn hút thuốc các thứ cổng trường. Thế xong em thấy có mấy thằng lớp dưới luôn, hồi học lớp 12, mấy thằng lớp 11, địt con mẹ, các bạn hiểu ấy, 11 thằng, khoảng 10 thằng lớp 11 khóa dưới mình cũng nhìn thấy mấy thằng đấy đứng con mẹ ở cửa hàng nước như này luôn, địt mọi áo nhìn về phía mình. Mình cũng ngồi như này, nhìn lên như này. Thế là tôi biết là nó đéo định làm gì đâu. Thế là nó nhìn nó bảo, anh này, đi mà anh ra cũng khác ngồi, đi con mẹ em con chó kia. Nó dọa em, đánh nhau. Thôi được rồi, chúng mày cứ vào làm lồn nhau, kệ con mẹ, chúng mày để yên cho bố mày ngồi. Bố mày hút cần, à quên, biết là hồi đấy biết hút cần đâu, bố mày hút thuốc. Mày bảo hút cần thì tệ nạn quá, đi mẹ, đéo đúng các bạn. Cuộc sống chỉ xoay quanh những việc như thế thôi.